Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Bonsai tầm nhỏ và bonsai mini dành cho các bạn yêu thích với những không gian hẹp và thích chơi bonsai bòn trà cũng như là sân thượng, ban công. Đây là những cái cuốn video mà đưa các bạn đến vườn cảnh Dương Anh Tuấn, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Qua từng tác phẩm và với báo giá rất hấp dẫn, chúng ta cùng nhau giao lưu. Tác phẩm thứ nhất là 1 triệu ạ. Giá 1 triệu ạ. Vâng. Chưa giới thiệu cây gì, tên gì. Cây này là cây linh sam lá dí. Vâng. Hoặc là linh sam 86. Linh sam 86. Anh đặt bàn tay lên. Anh đặt bàn tay lên, anh đặt cây lên. Tại sao tôi muốn thể hiện một cái sự mini nhỏ nhắn như thế? Đấy rồi, xong rồi. Anh cũng không phải đặt về nữa, anh xoay ở trên tay anh được, xoay chậm chậm. Giá 1 triệu hả? Xong, chúng ta chuyển tác phẩm khác đi. Những cái này. Vâng, tiếp theo là một cây bông trang này. Cây trang này là trang đỏ hay trang gì? Trang đỏ. Trang đỏ, vâng. Một cây trang đỏ mini. Hay quá. Anh cũng đặt lên bàn tay này để tôi thể hiện cái nhỏ nhắn xinh xắn của tác phẩm đấy, quá tuyệt vời luôn. Chuyển sang cái bên kia rồi. Cái này bao nhiêu tiền anh? 4,5 triệu. 4,5 triệu à? Dạ. Cái này cao đấy. Dạ, cái này nó già mà đẹp. Cái cốt già thật đấy, bệ dễ tạo vẻ ra như dễ xanh. 4,5 triệu. Và đây rồi, chúng ta chuyển tác phẩm khác. Kim Thanh Mai nhé. Tiếp đến chúng ta đến với một tác phẩm Kim Thanh Mai. Cây này thì anh Tuấn vừa mới vào dây. Nói chung là dăm 3 tháng khi nó chín rồi thì nó sẽ hoàn thiện hơn. Chúng ta quan sát cái phần thân lu và cái nét đẹp riêng của cái Kim Thanh Mai. Những cây lá nhỏ như thế này. Cây này bao tiền anh? Cây này 2,5 triệu. 2,5 triệu. Rồi. Xoay không? Rồi anh xoay tí đi, xoay phía bên kia xong rồi dừng để tôi chuyển cây khác. Đấy, phía bên này chúng ta nhận. Rồi, ok. Vâng, một cây bonsai mini linh sam dáng trực. Rồi, cây này không cần phải quay góc kia đâu. Nó là một cây dáng bóng, dáng trực rất tự nhiên. Một để trên một bàn tay nhẹ nhàng với báo giá là 1 triệu. 1 triệu. Vâng, được rồi đấy. Tôi nghĩ là cây này 1 triệu là cũng rất là ok rồi. Rồi, chuyển đi. Tiếp theo chúng ta đến với một cây sam núi, có cái đường đi của thân rất là nghệ thuật. Già, bé thế này thôi mà già lắm. Đấy, chúng ta nhìn thấy cái nhịp đi của nó, của thân nó đổi chiều liên tục. Đấy, đổi chiều, đổi hướng. Rồi. Và anh báo giá bao nhiêu anh? 3,5 triệu. 3,5 triệu. Và sam núi nói chung là ở cái giá đó thì được. Cái cây này nó có cái nét nghệ thuật cao. Cái này mai mốt có thể trồng như này được. Đấy là đang có cái ý tưởng.
Tức là trồng ở vị trí này thì trở thành cây giáng huyền, còn trước kia chỉ là giáng hoành thôi. Đấy. Và nó sẽ cái bề ngang của cây nó sẽ thu lại hơn, anh đặt trở lại vị trí cũ. Đấy, nếu đặt vị trí này thì cái bề ngang của cây nó rộng, nó lớn hơn, rất nhiều diện tích của cây bên cạnh hơn. Đấy rồi, rồi cảm ơn anh. Ấn Độ. Anh giới thiệu cây si Ấn Độ ạ? Vâng. Cây này thì ngoài tôi cứ hay gọi là cây si si đá. Cây này thì lá của nó sẽ cứ đều đều tròn tròn nhỏ nhỏ này thôi. Và màu lá rất bóng, rất đẹp, lá dày. Cây này bao tiền anh? 1,2 triệu. 1,2 triệu. Vâng. Vâng, tiếp đến là những cây tùng La Hán đây. Cây này cũng bao tiền anh? 1,5 triệu. 1,5 triệu. Rồi. Được. Cứ nhỏ nhỏ nhắn nhắn này, xinh xắn, dễ di chuyển. Rồi, chuyển cây khác anh. Cây này giá bao nhiêu? Giá 1,5 triệu luôn ạ. Cũng 1,5 triệu. Được, được, được. Cũng cây tùng tầm nhỏ. Giống tùng thì nó lâu lớn và lâu bị phá tán. Chơi này rất đều, một năm chỉ có cần chỉnh sửa lần. Rồi, cảm ơn anh. Và cũng nối tiếp một cây tùng La Hán dáng trực. Cái này thì quay một tí sang phía bên kia xem cái thân đấy. Đấy rồi, cái này giá bao nhiêu anh? Cái này 1,2 triệu. 1,2 triệu. Vâng. Rồi chúng ta chuyển đi. À, một cây linh sam tiếp tục giới thiệu với các bạn. À, tôi có cái cảm nhận là tất cả những cây bonsai mini trong những cái cuốn video này ở vườn anh Tuấn, ngoài những cái cây ra thì những cái chậu anh cũng đã chọn lọc rất kỹ và rất hợp với chủng loại cây, với dáng thế cây, và đều là những cái chậu là nói chung là cũng phải giá trị, cũng có cái biên hòa, có cái là của tàu, nhưng mà cũng phải vài trăm rồi. Nếu mà những cái của biên hòa Đồng Nai thì cũng phải tầm ít nhất cũng phải có đôi 300. Bởi vì anh đã chuẩn bị cho mình một cái số lượng bonsai mini rất nhiều, tinh mịn, trau chuốt nhiều năm nay. Cây này, cây linh sam báo giá bao nhiêu anh? Cây này 1,5 triệu. 1,5 triệu. Vâng. Rồi, anh chuyển cây khác đi. À, tiếp đến cũng là cây linh sam ba thân. Cây này giá bao nhiêu anh? Giá 1,5 triệu. 1,5 triệu. Vâng.
Được rồi, chuyển tiếp nhé. Ồ, cây này bé mà sau thân nó côn đẹp đấy nhỉ. Quá kỹ rồi. Vâng, đó là cây tường vi này. Cây này không còn một vết sẹo và những cái u cục cũng đã lên rất nhiều. Đấy, đây. Quá hay luôn. Cái nét bonsai mini tuyệt vời đấy. Cây tường vi này giá bao nhiêu anh? 2 triệu. 2 triệu. Rồi, chuyển nhé. Vâng, đến cây tùng La Hán, tôi thấy cái giống tùng này sao lá nó bé nhỉ? Bé ngắn lá nhưng mà dăm lại rất dày. Cây này bao tiền anh? 1 triệu. 1 triệu, và được cây này phía nào phía thôi. Rồi chuyển đi, chuyển tiếp nhá. Vâng, tiếp đến là cây si Đài Loan. Quay tiếp, quay sang đối diện, cái này chỉ lấy ghế đối diện nữa là xong rồi. Thân côn, thân cũng như là chưa anh trồng hơi sâu hay sao, nó phải nổi, nó có vẻ dễ lên thì đẹp hơn. Cái này bao nhiêu anh? Triệu rưỡi. Rồi, chúng ta đến với cây trà Phúc Kiến. Cây này anh cũng thể hiện trên bàn tay đi. Đấy, tuyệt vời. Và anh cũng xoay từ từ. Xoay được mà. Đấy, một tay cũng xoay được mà. Cây này giá bao nhiêu anh? Đã, cây này 800. Vâng. Mini. Rất là sinh động, tự nhiên. Rồi, 800. Cây linh sam lá dí. Linh sam 86 đó. Vâng, linh sam 86. Bóng dáng cũng tựa cây trà Phúc Kiến vừa rồi. Cây này báo giá nào anh? Đây cũng 800. 800. Đấy, bây giờ anh lại quay phía bên kia một lần nữa để ta dừng máy. Đấy, để hướng ngược lại đấy, chúng ta nhìn những cái cây bonsai mini mà linh sam 86 giá 800. Rồi. Vâng, tiếp theo chúng ta đến với một cây trang đỏ. Làm kỹ quá nhỉ. Nhìn cây bonsai mini mà trau chuốt như này, mịn như này. Này. Rất là thanh thoát. Đây. Đẹp quá cái ảnh, cái form ảnh này. Tôi sẽ lấy ảnh bìa của cái cuốn video thứ hai vào cái ảnh này. Tuyệt vời. Cây trang đỏ này giá bao nhiêu anh? 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Quá hay luôn. Nữa. Hai mặt như hệt nhau. Được. Tuyệt vời rồi. Chuyển đi. Đấy, bác lấy cái này về mà chơi. Chỉ được rồi, để xem cơ bản có sách được lên máy bay hay không. Nó có cho em lên hay không? Nếu em đưa bác ra em đứng em chờ chứ. Ừ, được rồi. Đây nha, cây... Cái này là 6 triệu nha bác. 6 triệu được, cây này nhìn cốt đẹp thế nhỉ.
Mà anh làm tạo được dăm như thế này rồi kìa. Dăm dày thế nhỉ. Chỉ cần dăm thôi đã thấy cái mái nó đã đẹp, đã ấm rồi. Chưa nói đến lúc nó phun lộc ra. Cây này tôi phải đứng dậy để tôi soi ở trên cái phần trên cao xuống này. Vâng, qua quá trình anh làm được một cây mai chiếu thủy tầm nhỏ mà tôi thấy cái thân cốt dáng côn và các cái nhịp tay chia rất đều. Cây cành tay lớn phía dưới, tay nhỏ phía trên theo quy luật. Và xung quanh rất ấm áp. Hay quá cây này. Cây này bao tiền anh? Dạ, cây này 6 triệu bác. 6 triệu, xứng đáng. Cây này mà thay bằng cái chậu men ngọc. Vâng, men ngọc. Đồng Nai men ngọc. Nó nổi bật cây lên. Đẹp nha, 6 triệu. Rồi, tôi xin dừng cuốn video này nhá, để chúng ta chuyển tiếp video sau. Những cái cây bonsai tầm nhỏ và mini thì anh Tuấn giới thiệu với chúng ta theo cái giá là giá tại vườn. Nếu các bạn có nhu cầu, yêu thích thì gửi hình ảnh qua Zalo theo cái số đó, cũng chính là số Zalo của anh Tuấn.